Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về Việt Nam, thì Corashop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay Ngọc Hoa xin giới thiệu một dòng sản phẩm mà rất nhiều người mà đang yêu thích uống trà nên sử dụng. Đấy chính là trà hồng sâm ạ. Vâng, đây chính là một hộp trà hồng sâm loại 100 gói của Pocheon. Thay vì chúng ta sử dụng một chén trà mạn mỗi ngày thì chúng ta nên sử dụng trà hồng sâm, bởi vì trong trà mạn vẫn có những chất kích thích và chất không tốt cho sức khỏe của chúng ta nếu chúng ta sử dụng nhiều. Thế thì thay vào đó chúng ta sử dụng trà hồng sâm sẽ giúp cơ thể chúng ta khỏe lên rất là nhiều. Và tại vì sao mà Ngọc Hoa có thể nói được điều đấy thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của trà hồng sâm loại 100 gói Pocheon nhé. Điều đầu tiên đấy là khi chúng ta sử dụng trà hồng sâm hộp giấy thì nó sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể, đặc biệt là những người thiếu máu, những người hay bị rối loạn tiền đình hay những người thường xuyên bị mệt mỏi thì nên sử dụng trà hồng sâm mỗi ngày vào buổi sáng. Nó sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể tốt hơn và cung cấp năng lượng cho một ngày mới. Bởi trong hồng sâm có tới 32 loại saponin cùng với 17 loại axit amin cần thiết để nâng cao sức khỏe cho cơ thể. Chính vì vậy nên khi chúng ta sử dụng trà hồng sâm sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng trà hồng sâm sẽ giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng cũng như là tăng hoạt động của hệ miễn dịch, nên giúp cơ thể chống lại được những tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài cũng như là những mầm bệnh muốn xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Những người nào thường xuyên phải làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực hay là những người phải lao động trí óc với cường độ cao thì những lúc mà chúng ta thấy mệt mỏi, căng thẳng, stress thì chúng ta nên pha một chén trà hồng sâm uống. Nó sẽ giúp chúng ta thư giãn, tỉnh táo, an thần và giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn nên hiệu quả công việc của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và như Ngọc Hoa cũng đã nói, trong hồng sâm có tới 32 loại saponin cùng với 17 loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Nên khi chúng ta uống trà hồng sâm mỗi buổi sáng sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể cũng như tăng cường sinh lực cho chúng ta rất là nhiều. Nhất đặc biệt là cánh mày râu, nếu như chúng ta sử dụng trà hồng sâm mỗi ngày, ngoài việc tăng cường cho các anh về trí lực, thể lực, nó còn tăng cường cả về sinh lực, giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Vâng, đấy là toàn bộ những công dụng của trà hồng sâm mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Vậy sử dụng trà hồng sâm như thế nào, nên uống vào lúc nào cho hợp lý thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hộp trà hồng sâm 100 gói của Pocheon. Một chú chim phượng ở trên phía bên trên của hộp ạ. Và đây chính là hoa sâm các bạn nhé. Củ hồng sâm sẽ nằm ở phía bên dưới. Và các bạn sẽ nhìn thấy trọng lượng của hộp trà là 3g cho 100 gói, tổng trọng lượng là 300g. Một lá cờ Hàn Quốc ở đây, vào hộp thì sẽ hai đầu của hộp đều có tem dán niêm phong của nhà sản xuất. Các bạn có thể nhìn thấy phía mặt đằng sau, các bạn sẽ nhìn thấy là ngày sản xuất cũng như là hạn sử dụng của sản phẩm, mã vạch để các bạn có thể check. Kèm theo nữa đây chính là các thành phần trong trà hồng sâm 100 gói này, và những hướng dẫn sử dụng của nó. Bây giờ Ngọc Hoa sẽ cùng bóc hộp trà hồng sâm này ra cho các bạn xem nhé. Bên trong của chúng ta sẽ gồm các gói trà như thế này ạ. Các bạn có thể nhìn thấy mỗi gói trà là 3g. Nó cũng sẽ có hình ảnh giống y hệt hộp đựng bên ngoài của nó, là gồm có một chú chim phượng này và những cây sâm này. Hai mặt đều giống nhau nhé. Đường viền ba bên của gói trà rất là chắc chắn và răng cưa rõ nét. Bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ cùng pha một chén trà cho các bạn cùng xem cái màu trà cũng như nước trà bên trong như thế nào. Ngọc Hoa đã chuẩn bị ở đây một cốc và bình giữ nhiệt, trong đấy là có nước nóng. Các bạn hãy xé gói trà ra. Đây, ở đây các bạn có thể nhìn thấy trà hồng sâm của chúng ta này được chế biến dạng giống như hạt cốm vậy. Một ngày thì chúng ta có thể sử dụng 1 đến 2 lần, mỗi lần thì chúng ta có thể pha một gói hoặc hơn một gói một chút cũng được. Chúng ta nên uống vào buổi sáng sẽ là tốt nhất.
sẽ đổ nước vào. Và bây giờ chúng ta sẽ ngoáy đều lên cho tan. Bạn sẽ thấy là màu của trà nó cũng sẽ giống như là cái màu của củ sâm tươi vậy. Các bạn có thể nhìn thấy chén trà và bây giờ Ngọc Hoa sẽ uống thử nhé. Vị ngọt nhẹ và rất là thanh. Hương sâm thì rất là thơm. Và các bạn có thể mỗi một buổi sáng chúng ta nên uống một tách trà này, sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe hơn rất là nhiều. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng trà hồng sâm 100 gói của Pocheon. Với phương châm của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên Coral Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của Coral Shop 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Và với uy tín của mình thì Coral Shop 24 giờ luôn luôn có những chính sách kèm với cam kết đồng hành cùng với khách hàng. Khi bạn đặt mua hàng tại Coral Shop 24 giờ, bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ lúc bạn đặt hàng. Tại siêu thị Hàn Quốc, Coral Shop 24 giờ luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn, tư vấn cho các bạn 24/24, không chỉ là về sản phẩm trà hồng sâm hộp giấy 100 gói Pocheon của Hàn Quốc mà còn về rất nhiều các sản phẩm Hàn Quốc khác. Hay ngoài ra thì nó còn là về chế độ dinh dưỡng, ăn uống, tập luyện sao cho phù hợp với cơ thể, với sức khỏe và với công việc của bạn hiện tại. Ngoài ra thì chúng tôi luôn luôn có chính sách đối với khách hàng, đấy là bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Dù hàng bạn đặt là to hay nhỏ, giá trị hay không giá trị thì bạn đều có quyền được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Điều cuối cùng là Coral Shop 24 giờ luôn luôn cam kết cho khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng. Nếu bạn bóc ra sử dụng và phát hiện ra rằng sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại để các bạn rõ hơn, đấy là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng. Nếu như bạn bóc hàng ra sử dụng và nhận thấy rằng sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn được phép đổi trả cũng như là bồi thường tiền ngay lập tức. Vâng, đấy là những chính sách cũng như là cam kết mà Coral Shop 24 giờ luôn luôn đồng hành cùng với khách hàng. Vậy làm thế nào mà bạn có thể sở hữu những người mà ưa uống trà, đặc biệt là các bạn lớn tuổi, có thể có một hộp trà sâm, hộp giấy Pocheon trong tay mình? Thì Ngọc Hoa xin giới thiệu với các bạn ba cách đơn giản sau. Cách thứ nhất, các bạn hãy gọi ngay theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn toàn bộ công dụng cũng như cách sử dụng trà hồng sâm hộp giấy 100 gói Pocheon sao cho hiệu quả nhất, cũng như là chế độ ăn uống, tập luyện sao cho phù hợp với sức khỏe và công việc hiện tại của bạn. Cách thứ hai, các bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video. Ở đó Ngọc Hoa có đặt một cái đường link và hãy kích vào đường link ở đặt trong phần mô tả đó, bạn sẽ truy cập được vào website Coral Shop 24 giờ. Ở website bạn hãy đặt hàng ngay trực tiếp tại trên website, rất đơn giản và dễ dàng thôi. Cách thứ ba là các bạn hãy qua ngay trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Coral Shop 24 giờ tại Hà Nội. Nếu như bạn qua ngay trực tiếp siêu thị Hàn Quốc Coral Shop 24 giờ tại Hà Nội, bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà ưu đãi cũng như là các chương trình khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn. Vâng, vậy là chỉ với ba cách đơn giản vậy thôi là bạn đã có thể sở hữu trong tay mình một hộp trà sâm hộp giấy Pocheon rồi ạ. Ngọc Hoa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về các sản phẩm hồng sâm khác tại siêu thị Hàn Quốc Coral Shop 24 giờ, các bạn hãy kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Coral Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Coral Shop 24 giờ.